anh chị và các bạn thân mến thưa anh chị và các bạn là thực sự thì khi mà chúng ta tham gia bất kỳ một cái lĩnh vực đầu tư nào thì cũng đều có những cái rủi ro và nếu như coi những cái lĩnh vực đầu tư như một cái game tức là một cái trò chơi thì trong tất cả các cái trò chơi đều có những cái gọi là gian lận và trong ít ngày gần đây thì chúng ta thấy được rằng là uh, lịch sử thì luôn lặp lại câu chuyện trong thị đầu tư thị trên thị trường chứng khoán cũng như là đầu tư trên thị trường bất động sản thì luôn có những cái điểm tối của thị trường hay được gọi là những cái 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 trò gian lận và có một câu nói khá là kinh điển mà rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới đã và đang uh, lan truyền đó chính là thị trường thì có thể thay đổi nhưng tâm lý con người thì không bao giờ thay đổi với cái câu chuyện mà sử dụng cái biện pháp gọi là À, Fuji tức là đa cấp biến tướng trong bất động sản những ngày gần đây trong cái câu chuyện của anh em nhà à, anh luyện về việc là, là lừa đảo và tìm các cái giải pháp trong cái câu chuyện là biến cái mô hình đầu tư bất động sản thành một cái mô hình đầu tư đa cấp thì à, trên thị trường chứng khoán lại có một cái câu chuyện của việc là các cái cá mập trên thị trường cũng bị gọi là À, đưa vào rõ nhiều người nghĩ rằng là trong những cái 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 lĩnh vực đầu tư trong những vấn đề của đầu tư thì các nhà đầu tư tổ chức hoặc là các cái cá mập trên thị trường thì ít khi mà bị cái tình trạng gọi là đưa vào dọ. nhưng mà lịch sử cách đây khoảng tầm 10 năm về trước thì có một cái cổ phiếu nó gọi là cổ phiếu môi trường xanh an phát ba con a cũng là một trong những cái trường hợp giống y chang với cái việc mà của STM, công ty cổ phần đầu tư phát triển Đức Quân uh, trong thời gian vừa qua đã có khoảng 30 phiên giảm điểm liên tục, tức là có 30 cây sàn đưa giá cổ phiếu từ mức gọi là 23 24 000 đồng uh, mà chạy một lèo về tới cái mức thấp nhất của cái phiên giao dịch ngày 26 tháng 9 là 2.700 90 đồng tức là gần mất đi gần như là 90 phần trăm 95 phần trăm cái giá trị của cái doanh nghiệp này trong cái thời gian trước đó thì có một cái cổ phiếu nó gọi là cổ phiếu môi trường xanh An Phát ba con A giai đoạn năm 2011 năm 2012 cũng có một cái tình trạng tương tự và tại sao cái câu chuyện này lại lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy mà các cái tổ chức các cái cá mập trên thị trường đều mắc mưu và mắc bẫy trong giao diện trong cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa ra vài cái chia sẻ với anh chị và các bạn về cái câu chuyện là cá mập trên thị trường chứng khoán cũng uh, ăn đạn của cá con như thường hay còn có thể nói cái khác là cá mập cũng sập bẫy. Nói là cá mập là vì sao là bởi vì là các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức uh, tham gia các cái lĩnh vực đầu tư trong đầu tư chứng khoán, đầu tư tài chính thì được ví như là những nhà tạo lập và thường thì những nhà tạo lập thì rất khó có thể gọi là sập những cái bẫy của các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc là những cái vấn đề gọi là bê bối bởi vì họ tạo lập nên họ tạo ra cuộc chơi, họ là người thiết kế game và họ thông thường là họ làm chủ gần như là từ điểm đầu đến điểm cuối tức là họ đưa ra những cái luật chơi đưa ra phương pháp chơi cách thức chơi và mô hình chơi như thế nào đôi khi là những cái trò bịp trên thị trường cũng như là những cái điểm tối của thị trường hay nói cách khác đó là những cái gian lận trong cái cuộc chơi cái việc đầu tư kinh doanh trên thị trường chứng khoán thì phần lớn đều do các cái tổ chức tạo nên nhưng mà trong số đó thì lâu lâu chúng ta lại thấy xuất hiện lên những cái câu chuyện mà các ông chủ doanh nghiệp hoặc là những nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc là một nhóm các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ đã đưa uh, những cái tổ chức này sập vào cái bẫy mà cái bẫy này đã từng xảy ra cách đây uh, 10 năm về trước đó là AAA môi trường xanh An Phát. Uh, tại thời điểm uh, vào tháng 9 năm 2010 thì môi trường xanh An Phát cũng có một cái đợt giảm điểm gọi là không phanh đưa cái mức giảm của thị trường đây chúng tôi trên màn hình anh chị chúng tôi sẽ để trên màn hình đây là cái hình ảnh về môi trường xanh An Phát có một cái đợt giảm điểm tương tự giống như là Đức Quân và cái năm 2010 đó thì ba con A cũng đã lấy đi một cái lượng tiền không hề nhỏ của các cá mập được gọi là các công ty chứng khoán và các cái tổ chức có liên quan cái đợt suy giảm của ba con A thì đưa cổ phiếu này từ cũng từ mức giá 24.500 và đi một lèo kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2010 mà lao một hồi có một vài phiên hồi phục trong cái suy cái 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 cái, đợt suy giảm và đến ngày 11 tháng 10, 17 tháng 11 thì đưa của mức cổ phiếu này về mức giá thấp nhất là 6.200 nó từ mức 24 mà về 6.200 thì cũng được coi là khá là đắt rồi, tức là gọi là khá là 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 một cái giá phải trả cho các cái doanh nghiệp đặc biệt là các công ty chứng khoán bị thiệt hại trong cái cái đợt suy giảm này. Nhưng tại sao cái câu chuyện y chang như vậy lại lặp lại vào những ngày gần đây và ở trong một cái cổ phiếu gọi là FTM và một cái điều trùng hợp ngẫu nhiên là cả hai trong số những, những cái doanh nghiệp này đều là những cái doanh nghiệp sản xuất và FTM là một trong những cái doanh nghiệp thuộc cái ngành nghề đó là ngành nghề dệt may còn môi trường xanh An Phát ba con A A thì nó thuộc là một trong những cái lĩnh vực chuyên sản xuất cái bao bì đây A con A nó là thuộc lĩnh vực là sản xuất bao bì thì có rất nhiều điểm tương đồng mà cái bao bì nhựa của ba con A và cái diệt may của FTM à, tạo nên cái cuộc à, gọi là cái cuộc à, làm thịt cá mập và trong cái câu chuyện của môi trường xanh à, An Phát trước đó thì số lượng công ty chứng khoán bị dính vào cái bê bối này thì không nhiều như hiện nay à, cái sập bẫy trong cái vụ ba con A thì đâu đó khoảng tầm 5 công ty chứng khoán bị thiệt hại nặng nề trong cái thương vụ đó thôi và nguyên nhân chính của câu chuyện mà cá mập sập bẫy cũng chủ yếu đến từ cái cái quy định và cái luật chơi của của các công ty chứng khoán đề ra đó chính là cái đòn bẫy mặc jean đánh vào cái tâm lý là sử dụng đòn bẫy mặc jean cao của các nhà đầu tư để thu uh, mức phí cũng như là cái tiền lãi mặc jean thì các công ty chứng khoán thường có một cái bộ phận nó gọi là phòng phê duyệt cái tỷ lệ cấp mặc jean cho các cái doanh nghiệp đang niêm yết trên sàn để các nhà đầu tư có thể có vốn cũng giống như là câu chuyện mua bất động sản mà ngân hàng đứng ra cho vay cho vay và đánh giá định giá cái sản phẩm bất động sản để cho vay thì trong chứng khoán thì nó là đánh giá cái cổ phiếu cái công ty để cấp một cái tỷ lệ đòn bẩy mặc zin thì tại thời điểm đó thì cũng không thiếu những công ty chứng khoán là lách luật hoặc là vượt cái cái mức quy định là 50% mặc zin tức là Khách hàng phải có một đồng thì công ty chứng khoán được quyền cho vay tối đa là một đồng thôi Nhưng khá nhiều các công ty chứng khoán đã sử dụng một cái tỷ lệ cao hơn so với cái quy định của ủy ban Và ngay từ cái bước đầu tiên khi ký cái hợp đồng margin với khách hàng thì Các công ty chứng khoán đã có những cái vi phạm trong cái câu chuyện này à, Cũng chính vì điều đó nên cuối cùng thì không hề có một cái câu chuyện khởi tố nào Ở cái môi trường xanh An phát trong 10 năm về trước và cũng không có cái câu chuyện chứng minh là thiệt hại cụ thể của các công ty chứng khoán nào bị ảnh hưởng trong cái cái thương vụ đó. Nó chỉ là một cái trong những cái thương vụ mà được ghi vào điển tích của về cái cái, cái 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 gian lận trong đầu tư chứng khoán giai đoạn 2009 2010 thôi, chứ còn không được luật hóa, còn không biết thì cái thương vụ FTM hiện nay thì có được luật hóa hay không thì chúng tôi cũng chưa rõ là các 11 công ty chứng khoán và một ngân hàng dính vào cái bê bối của ftm thì sẽ làm thế nào thì cái uh, cái cuộc chơi tức là cái việc mà các cái cá mập trên thị trường bị sập bẫy trong cái vụ ftm này thì các công ty chứng khoán là những người thiết lập cuộc chơi trên thị trường nhưng uh, một ngày không thực sự là cũng không ngờ tới là họ trở thành nạn nhân của những cái chiêu trò mà cái chiêu trò thì nó giống y chang cái vụ thương vụ ba con a môi trường xanh an phát những năm về trước sau cái cuộc họp của 11 cái công ty chứng khoán và một ngân hàng thương mại về thống kê tổng cái dư nợ cho vay ký quỹ mặc zin đối với mã chứng khoán FTM của công ty đầu tư và phát triển Đức Quân thì cái mức thiệt hại mà các công ty này đưa ra thì nó nằm ở đâu đó khoảng 200 tỷ thôi. Nhưng mà trên thực tế thì theo bọn chúng tôi mà thống kê về cái giá trị của vốn hóa thị trường của FTM tại cái thời điểm mà giá 24.000 thì nó nằm ở khoảng đâu đó với 50 triệu cổ phiếu thì nó nằm ở trên 1.000 tỷ và thời điểm giá thấp nhất của FTM là 2007 thì nó nằm ở khoảng tầm 140 tỷ như vậy là từ 2.000 tỷ mà công ty này đã đưa vốn hóa về mức gọi là còn có hơn trên 150 tỷ thôi nhưng là mất đi gọi là gần như là hết cái giá trị của doanh nghiệp còn doanh nghiệp này thì có hay không có cái câu chuyện là 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 giá trị thực tế của doanh nghiệp này là bao nhiêu thì công ty này được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mùng 6 tháng 2 năm 2017 với cái mức giá giao dịch đầu tiên là 16.000 đồng tổng cái khối lượng cổ phiếu niêm yết lần đầu là 50 triệu và chúng ta có thể coi qua cái báo cáo gọi là báo, bán báo cáo bạch thì chúng ta sẽ không khó để nhận ra là cái đơn vị nào là cái đơn vị tư vấn cho phát hành cho cái công ty này thì trên cái bản cáo bạch của Đức Quân thì hiện nay thì không có cái doanh nghiệp nào đi kèm thì chúng tôi xem lại xem cái trong cái bản cái bản điều lệ xem nào gần như là trong tất cả các cái báo cáo thì không có hiển thị là doanh nghiệp nào công ty chứng khoán nào đứng ra làm cái vai trò gọi là gọi là tư vấn phát hành cho doanh nghiệp này và cái định giá 16.000 ban đầu này thì đúng sai như thế nào thì chúng ta cũng cần phải tham khảo và tìm hiểu thêm nhưng mà theo được biết thì chúng tôi được biết là à đây có đây rồi sở giao dịch chứng khoán công ty chứng khoán bảo việt đã là đơn vị tư vấn cho cái thương vụ này bảo việt security là công ty mà đưa ra cái tư vấn cổ phần hóa và đưa ra những cái, cái góc độ định giá cho cái doanh nghiệp này tại thời điểm lên sàn và cái bi kịch của FTM thì đã đốt cháy tài khoản của rất nhiều các nhà đầu tư. À, trong số đó thì có 11 công ty chứng khoán và một ngân hàng. Cái mức thiệt hại được đưa ra là 200 tỷ và với những cái kiểm tra về số liệu sơ bộ trên thị trường thì à, thực sự là chưa chứng minh cụ thể là ai là người úp sọt các công ty chứng khoán, úp sọt các cá mập và đưa cá mập vào cái vòng gọi là um, sập bẫy này. À, nhưng mà theo một số cái trao đổi mà công bố trên các phương tiện the, truyền thông thì các công ty chứng khoán cho rằng là cái việc mà cái việc mà 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 mà, mà các công ty chứng khoán dính cái tình trạng này thì nó xuất phát từ cái cái vấn đề đó là các cái lệnh mua bán đều xuất phát từ một cái địa chỉ IP có gắn với lại ông có gắn với ông chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này là ông Lê Mạnh Thường nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty và nó xuất phát từ một vị trí tại cái doanh nghiệp này luôn thì ông này đã lên tiếng và phủ nhận cái việc này tuy vậy thì để mà cơ quan điều tra có thể vào để vào cuộc để làm rõ xem là cái vấn đề này nó như thế nào thì chúng ta còn phải chờ thêm trong thời gian sắp tới tuy vậy thì cái câu chuyện này à, muốn nói lên một cái điều đó là à, anh chị và các bạn cũng phải cần phải lưu tâm là trong đầu tư á, trong cái hoạt động kinh doanh thì luôn luôn tiềm ẩn những cái rủi ro về cái việc chúng ta đánh giá một vấn đề hoặc là đưa ra những cái 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 cái, cái định giá các cái cổ phiếu hoặc là cái giá chúng ta mua vào thì nó cao hơn so với cái định giá thực tế của doanh nghiệp. Đó cũng chỉ mới là bề nổi, còn có những cái tảng băng chìm trong cái thị trường. Đó là câu chuyện mà có không thì thành có Tức là những cái doanh nghiệp rất có thể là không có gì Nhưng mà được build lên hoặc là được đưa lên thị trường Với câu chuyện là bán giấy, lấy tiền Là điều mà nó đã tồn tại trong cái thị trường tài chính nói riêng Và các cái kênh đầu tư đều có những cái chiêu trò nói chung trên cái hoạt động đầu tư Và khi chúng ta nắm và biết rõ được những cái câu chuyện nó như vậy thì chúng ta cần phải có những cái phương pháp để mà để mà đề phòng để mà đề phòng để mà tránh đi những cái chỗ mà chúng ta thực sự là chưa nắm hoặc là chưa hiểu uh, rõ về cái doanh nghiệp đó những cái doanh nghiệp kiểu như là FTM là những doanh nghiệp mà nó chưa có tên tuổi trên thị trường nó là một doanh nghiệp mới lên sàn với cái việc là các cái số liệu báo cáo thì nó chưa có gì để kiểm chứng cho chúng ta thấy được rằng là doanh nghiệp này có gì để mà để mà đưa ra cái mức định giá lần đầu là 16.000 đồng trên một cổ phần à, rồi sau đó thì cái câu chuyện mà nó xảy ra cái vụ việc này thì các nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta thì mới Mới, mới, mới té ngựa ra rằng là nó là một cái trò gọi là trò kéo giá thổi giá cổ phiếu sau đó thì xả lên 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 các công ty chứng khoán và đưa các cái cá mập vào cái 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 cái, cái vai trò là nạn nhân của cái này thì nếu đi phân tích chuyên sâu hơn trong cái câu chuyện này thì chủ yếu là nó lỗi phải cho nó đến từ cả hai bên và sâu hơn nữa thì chúng ta phải nên nhớ rằng là những cái 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 bê bối này nó thường phải được cái sự giúp sức của người bên trong, tức là các cái nhân viên của các cái công ty chứng khoán và những cái nhân viên làm làm kỳ cựu lâu năm cho doanh nghiệp thì họ mới đưa ra những cái bản đề xuất về việc cấp cái tỷ lệ đòn bẫy mặc zin như thế nào cho doanh nghiệp rồi đưa ra những cái cách kéo giá rồi đưa ra những cái tư vấn gọi là kéo giá của cổ phiếu lên sau đấy xả xuống rồi phương pháp cách thức như thế nào để cho là cái phòng phòng gọi là quản trị rủi ro của các công ty chứng khoán thì không đỡ được trong các cái thương vụ như thế này thêm một bạn thêm một cái nhắc nhở anh chị và các bạn thêm trong cái việc là chúng ta phải nắm rõ hơn ngoài cái những cái cái vụ việc mà chúng ta thấy mà mười mươi tức là nó giảm một lèo luôn chỉ trong chưa đầy một tháng từ ngày 13 tháng 8 năm 2019 tới ngày 27 tháng 9 năm 2019 tức là nó nằm ở đâu đó khoảng hơn một tháng giảm gần 30 cái 30 cái sàn liên tục thì chúng ta mới thấy rõ Thế còn những cái doanh nghiệp mà trước đây trong rất nhiều những video của Thắng trong cái giai đoạn mà phân tích về 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 cổ phiếu cảnh báo với anh chị và em và các bạn về những cái cổ phiếu như là thánh giống Pharos chẳng hạn. Thì trong một khoảng thời gian rất là dài nó đưa giá cổ phiếu từ 184 000 mà về 26 000 à, thiệt hại ở đây là rất lớn. À, đưa cái mức vốn hóa của cổ phiếu này lên tới à, gọi là siêu cổ phiếu lên tới hàng tỷ đô la Mỹ, sau đó thì giảm một lèo từ gần 200 000 mà đưa về mức giá hiện nay thì thiệt hại là gọi là vô cùng lớn nhưng chúng ta không và chưa bao giờ nghĩ tới rằng là ai là người chịu thiệt hại thì những cái câu chuyện mà phân phối cái cổ phiếu ở một cái cái chu trình mà dài hơi như vậy thì rất khó rồi chủ yếu là đổ lỗi cho câu chuyện là doanh nghiệp làm ăn không tốt rồi giá cổ phiếu xuống thấp Tuy vậy thì chúng ta phải quay lại cái điểm xuất phát ban đầu thì cái giai đoạn tại sao có những cái video gọi là thánh gióng pha rốt chúng tôi được đưa ra đó là giá cổ phiếu này nên biết lần đầu cũng chỉ giá đâu đó khoảng mười mấy nghìn thôi sau đấy kéo một lèo đưa giá cổ phiếu này lên tới mức đỉnh điểm là một trăm tám mấy nghìn ai ai cũng biết cái câu chuyện kéo giá này nhưng chẳng có ai dám nói ra và cũng chẳng có ai chứng minh rằng là ai là người kéo giá Cuối cùng thì khi cổ phiếu này sụp đổ tức là gọi là của thiên thì trả địa, của Sera thì trả về Sera thì các cổ phiếu này cũng giảm một lèo từ một ngàn, 180 mấy nghìn, đỉnh điểm của nó là lên tới là vào ngày 10 mùng 3 tháng 11 năm 2017 là giá cổ phiếu này lên tới 178.000, gần 180.000, à, hai 178.000, đấy 178.000, nghìn. 187.000 cho so lên chị em và các bạn. Đây, đỉnh điểm của cái 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 giá cổ phiếu của Faros là 187.000 vào ngày mùng 2 tháng 11 năm 2017 và từ ngày mùng 2 tháng 11 năm 2017 đến thấp điểm nhất gần đây là ngày là là giá cổ phiếu này xuống đến mức thấp điểm nhất đó chính là ngày 22 tháng 8 năm 2019 tức là sau 2 năm thì cổ phiếu này đi một cái đoạn đường rất là xa cũng gần như là mất hết nếu như ai đó đã chót tham gia với cổ phiếu này ở cái vùng giá 180.000 thì gần như là mất trắng vậy thiệt hại ở đây ai là người thiệt hại và câu chuyện này cũng còn sẽ bỏ ngõ trong thời gian sắp tới rồi rất nhiều những cổ phiếu kiểu như thế ngày cái thời đó thì chúng ta thường nghe thấy một cái cổ phiếu đó là fit chẳng hạn fit công ty fit đây là một trong những cái công ty mà được đình đám trong thời kỳ đó là mở ra à, đó là tổng công ty tập đoàn đầu tư fit công ty này đình đám mở ra thâu tóm và sở hữu rất nhiều những cái doanh nghiệp trên sàn à, sở hữu ví dụ như là dược phẩm cứu long hoặc là à, công ty vật tư nông nghiệp cần thơ rồi à, công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp cần thơ dược phẩm cứu long và Tập đoàn Nhựa Đông Á, công ty này thời điểm đó sở hữu rất là nhiều doanh nghiệp mua thâu tóm. Nhưng mà rồi cái câu chuyện mà giá cổ phiếu của doanh nghiệp này cái thời điểm đỉnh điểm á nó cũng nằm ở đâu đó khoảng tầm uh, 17 18.000 mà có thời điểm thấp nó cũng về tới 2.000. Mặc dù nó không giảm sàn liên tục. Giống như cái trường hợp là đổ vào đầu các công ty chứng khoán á, thì anh chị và các bạn lưu tâm là tại sao nó lại giảm liên tục là bởi vì trong cái phòng phọc, gọi là phòng sale tức là phòng mà bán để thu hồi nợ á, thì các công ty chứng khoán thường đẩy lệnh ra để thu hồi nợ bằng mọi giá do đó thì cái 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 xúc tác của cái mạc zin mà thu hồi lệnh bằng mọi giá nó dẫn đến câu chuyện là không có người mua mà lượng bán nó đột biến quá mức thì nó dẫn đến là cái việc giảm nhanh chóng trong vòng mà ba bốn phiên đám sàn liên tục thì đưa giá cổ phiếu xuống sâu còn với những nhà đầu tư nhỏ lẻ mà dính những cái tình trạng những cái cổ phiếu kiểu kiểu như Faros kiểu như Fit kiểu như FLC là những cái cổ phiếu mà nó có cái 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 chu kỳ giảm gọi là giảm trường trường kỳ giảm tức là gọi là giảm bền vững thì chúng ta chúng ta thấy được rằng là ví dụ như FLC cũng giảm từ 24.000 mà về tới mức thấp điểm là nó cũng còn có 2.000 mấy thôi nhưng cái khoảng thời gian nó giảm lâu hơn là bởi vì sao bởi vì các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì không có cái câu chuyện gọi là giống như các công ty chứng khoán là thu hồi vốn bằng mọi giá nên không có sự thống nhất là đồng đồng thời cùng một lúc là bán ra nên nó không có chuyện giảm liên tục trong vòng ba, mấy chục phiên để đưa cái mức giá từ 24 về. Nó gọi là cái chương trình gọi là cắt kiên bàn hoặc là chiết khấu dần đều hoặc là xén lông kiều. Thì khi có những cái cổ phiếu bị xén lông kiều như này thì thiệt hại của nhà đầu tư thì chúng ta lại cũng phải đặt ra cái câu hỏi là những cái thiệt hại như vậy thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Ai sẽ là 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 là, là cái câu chuyện phải tìm lại cái nguồn cơn của cái các vấn đề. Thì còn tồn tại những cái vấn đề như thế trên thị trường chứng khoán, còn tồn tại những cái vấn đề mà mà, mà mà nó gọi là những cái cái điểm tối trên thị trường thì mãi mãi rằng thị trường chứng khoán của Việt Nam khó có thể phát triển mạnh được bởi vì luôn luôn có những cái trò bịp luôn luôn có những cái trò gọi là nó thực sự là nó không không đúng hoặc chưa đúng hoặc là nó đang còn những cái cái gì đấy còn đang 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 đang, đang rất nhiều những cái điểm mà anh chị và các bạn và chúng ta cũng chưa làm rõ được thì chúng ta cũng cần phải 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 phải, phải lưu tâm lưu tâm đến những cái đó và tránh xa những cái cổ phiếu như thế để chúng ta chúng ta biết và chúng ta nắm chúng ta tránh những cái thiệt hại của cho mình và uh, tốt nhất là một cái lời khuyên chân tình với anh chị và các bạn là khi mà tham gia đầu tư chứng khoán hay tham gia đầu tư bất động sản hay tham gia đầu tư bất kỳ một cái kênh nào thì nên tìm những cái doanh nghiệp đủ lớn có có, có gọi là có uy tín về thương hiệu có cái 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 độ lớn trên thị trường và um, nó được gọi là um, một cái câu nói gọi là too big á, to tức là quá to để mà sụp đổ, quá lớn để sụp đổ thì cái giá cổ phiếu dù nó có thể chúng ta có thể quyết định sai hoặc là chúng ta có thể đưa ra những cái quyết định sai lầm trong câu chuyện đầu tư nhưng mà nói gì thì nói thì nó cũng vẫn còn được bảo tồn được cái 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 đồng vốn của chúng ta khi mà mà chúng ta chót biến từ nhà đầu tư ngắn hạn thành nhà đầu tư dài hạn thì nó vẫn còn giữ nguyên à, tối thì tốt tốt gọi là cái tối, 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 tối thiểu thì nó cũng vẫn còn giữ được khoảng 75 đến 80% cái giá trị vốn hóa ban đầu của chúng ta. À, chúng ta cũng chỉ có thể là ví dụ như vì chúng ta quyết định sai thì đưa ra cái thiệt hại từ 20 đến 30 phần trăm thôi đó là maximum cho một cái thương vụ đầu tư sai chứ còn gặp phải những cái tình trạng mà những cái cổ phiếu mà mà gọi là mất gần như là 90 đến 95 phần trăm như những cái cổ phiếu như FTM như những cái cổ phiếu như là Faros như là FLC như là Fit hay là rất rất nhiều những cổ phiếu trên thị trường mà chúng tôi có thể sẽ làm một video khác để thống kê với anh chị và các bạn thì để anh chị và các bạn thấy được rằng là đó là những cái cổ phiếu mà đem lại cái thiệt hại gần như là 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 mất hết, mất trắng cho anh chị và các bạn, hoặc là giống như câu chuyện của bất động sản mà chúng ta mua bán vào cái chỗ mà pháp lý không ổn định, không phải là những cái chỗ mà gọi là nó có sổ hồng, sổ đỏ đàng hoàng, hoặc là vì cái ham cái mức rẻ mà chúng ta tham gia vào những cái cuộc chơi đẩy giá hoặc là những cái trò chơi cái trò game mà có những cái 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 cái, cái, cái bịp bợm thì chúng ta sẽ mất gần như là mất trắng những cái gì chúng ta đang ra đầu tư điểm lưu ý đó là điểm lưu ý chúng tôi muốn sẽ chia với anh chị và các bạn trong một cái ngày cuối tuần cũng là một cái ngày của cuối tháng 9 nơi mà vừa rộ lên hai cái vụ việc trên thị trường chứng khoán và trên thị trường bất động sản đó là vụ việc của ông Nguyễn Thái Luyện và tập đoàn Alibaba cũng như là vụ việc 11 công ty chứng khoán cá mập trên thị trường bị úp sọt ở cái cổ phiếu FTM cái cơ và nó cũng có cái sự tương đồng khá lớn với cổ phiếu ba con A 10 gọi là 9 năm về trước thì mọi chuyện mọi thứ nó có thể thay đổi nhưng mà cái bản chất của thị trường và bản chất của lòng tham cũng như là cái cái cái, 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 cái gọi là tâm lý của con người và những người thực hành trong cái câu chuyện, những cái con người, những cái bạn làm nghề trong các công ty chứng khoán Thì uh, cái hành xử nó vẫn tồn tại, nó vẫn bảo tồn như thế Hy vọng rằng là những cái nói chuyện, những cái chia sẻ rất là đời thường của Thắng ơi Trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì đem lại một vài cái góc nhìn cho quý anh chị và các bạn Hãy ủng hộ Thắng ơi để đưa ra nhiều những cái chia sẻ thân tình hơn trong thời gian sắp tới và đừng quên đăng ký kênh Thắng ơi để có thể cập nhật những video, những thông tin, những cái bản tin chia sẻ và đánh giá chân thật nhất về thông tin tài chính, chứng khoán, bất động sản trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một video tiếp theo.